mới mua đó. Ai? Ta mới mua đó. Ủa ba hả ba? Ừ. Có thằng Nhân qua la làng nữa nè. Ngồi ăn nè, không có đá cái nè. Em đụng mỡ đây. Yeah, anh là mày vô. Cứ năng em biết rồi con gõ đâu. Không có sợ hổ hả? Nguyên. Không có chơi vậy nha. Tay thôi. Dạ. Chết nó không có tiền hền đâu đó. Ủa con hả? Ừ. Ê Nguyên. Nè chiếc xe kìa. Nhiều chó chốt chốt nó sợ. Ê con cá không chốt không cá gì đi ra ngoài đó bắt nó ra.
Bác bạn đăng ký kênh và nhấn chuông, chia sẻ nếu thấy hay nhé. Kênh Bé Nguyên TV xin cảm ơn.